chào các bác cô chú anh chị. Dạ, hôm nay xin phép chia sẻ các bác cô chú anh chị một cái phôi xanh Nam Điền vừa mới đưa về đây. Đưa về hôm qua. Tối hôm qua mới lấy ở chỗ nhà xe về. Thì nó trên cái thùng xốp các bác, thùng xốp nó sâu, nguyên cái thùng xốp ấy. Đây, cái vẫn còn cái khuôn này. Và nó cũng sâu đến tầm này cơ, nhưng mà nó nặng quá tôi không cho lên mái được thì tôi gỡ vào ra và bê mỗi cái cốt lên thôi. Tí nữa gãi ghiếc ra để xem sạch sẽ nào. Mua online các bác. Mua online. Cốt xanh Nam Điền thì đầu tiên là cảm quan các bác nhìn thấy cái dáng nó cũng, nó là một cái cốt Nam Điền đặc và khá đều tứ diện, khá đều, đầy đặn đặc, không bị lép. Đấy, thì cái dáng của nó thì dáng đại loại là dáng thụ, dáng cổ thụ, dáng tự nhiên ấy. Các bác thấy không? Đấy thì ăn ảnh lắm, nhìn thích là múc. Múc cây này thì cũng giá cũng rẻ thôi. Đấy thì múc luôn. Thế mình trong đầu tư tưởng mình múc, đã múc online thì mình chấp nhận có thể xấu hoặc có thể đẹp hơn. Nhưng mà xấu mình có thể mình xác định lường trước được, xấu nhất nó cũng khoảng độ 60% so với cái ảnh của nó là ok rồi. Là mình lường và cân đối cái mức giá tài chính của mình là mình múc thôi. Cứ giá cả nó vô cùng, người này bán 1 triệu, người kia bán 10 triệu. Quan trọng là mình gặp nó thời điểm nào, gặp nó có duyên cả đúng không? Nhiều lúc chẳng có tiền mua được, nhiều lúc có tiền chẳng mua được. Đấy. Nhiều lúc rẻ chẳng mua, nhiều lúc đắt là lại phải mua. Kiểu nó cây cối nó như thế các bác. Đấy, rồi thì trở lại cây này thì đầu tiên là chắc phải gãi cái bệ ra để vệ sinh cá nhân cái, xong rồi thay đất rồi trồng ra một cái chậu thật to. Vì mình thì cũng không quan trọng lắm cái chuyện thương mại như các bác gần đây, thì các bác làm thương mại thì các bác tống qua chậu đẹp rồi màu mè long lanh luôn, làm sạch sẽ, cắt cút sạch sẽ để lên ảnh, ăn ảnh để là giao dịch. Như mình thôi, nếu không giao dịch được hay là nào thì cứ nuôi cho nó tốt, đỡ phải trồng lại các bạn. Phôi mà phải nuôi chậu to thôi, mình là người đã lười chăm cây rất ảnh, nhưng mà thôi lần này cố gắng cho nó vào cái chậu to to. Một cốt Nam Điền dáng trực các bác xem. Đây có một cái sẹo hạ cái cổ thần ngày xưa đây. Thì đối với xanh Nam Điền như thế này thì nó cũng không có đáng ngại nhiều lắm. Nó rất đang nhiều đầu đây. Thì tí nữa cũng phải suy nghĩ là đục đâu rồi cắt đâu. Đầu tiên cứ làm sạch sẽ vệ sinh đã các bác nhé. Thôi vào việc luôn, những cây này khá là nhiều thời gian đấy. Rồi cắt bớt cái bệ, nhiều bệ quá, nhiều đất quá. Bãi gì? Hiện cái chỗ này các bác xem luôn.
chưa gì các bạn. Thank you.
Vẫn không có nha. Nhớ. Cái con gì đâu mà. Đấy, các bác trồng xong rồi. Đấy thì có lẽ là phải nuôi lâu dài các bác. Mặt chưa chính thì xác định chọn mặt này thôi. Sau thì tôi sẽ điều chỉnh thì bỏ cái này đi. Đó hoàn toàn là một cái cốt đặc thôi. Trực thụ thiên nhiên, chất liệu xanh Nam Điền. Còn bệ bãi thì cũng rất là ok, nhưng mà đấy, trồng xong xuống cái này thì các bác chắc không nhìn thấy gì nữa rồi. Thôi khoe cái thân thôi. Cao độ 30 phân các bác nhé. Đang trồng trong cái máng to lắm, nuôi có phải làm màu đẹp đẽ gì đâu. Đấy, mặt sau đây thì các bác tưởng tượng sau nó một cái cây cổ thụ thu nhỏ đấy, nhiều đầu, lối đương đại mới bây giờ thì cái này thì sẽ phải nuôi dài hơn, nhưng mà được cái dữ liệu nó cũng khá là tốt về thân cốt, chân bệ, ok, đặc. Bây giờ chỉ định hướng nuôi lấy tay cành, bo xẻo sạch mịn. Đấy, đấy mặt chính, chọn được mặt chính mặt này này. Và mặt sau, đây có thể là mặt chính luôn. Một trong hai mặt đều là có thể mặt chính được. Đấy, một mặt, mặt này thì lành lặn hơn này. Đấy, mặt này, mặt sau nó đây. Cũng rất ok. Cái này là cái... ngày xưa chắc là cái cành hay cái gì nó dính vào đây này, chứ không phần thân nó thịt được đây này. Nó không phải là sẹo đâu. Đấy. Đấy, cái sẹo nó không đáng ngại. Phần này thì bo cũng nó ở trên cũng không nhìn nó không đến nỗi chướng mắt cả. Đấy, mặt chơi đây, ngọn đây, chốt đây, chốt đây. Nói chung có mấy cái điểm chính đây, đây, đây. Phía này và một số cái chỗ phụ họa thì sau còn điều chỉnh thêm nhiều nữa. Đục một số chỗ đây. Cắt cút lại với các bác. Cái bác đầu tiên bác ấy nuôi định hướng nó cũng có lẽ là chỉ có nuôi thôi, chứ không biết là định làm như nào cho đẹp. Thì bác ấy chỉ nuôi và cút kiết nó lên, nó tùm lum mà. Nhiều khi nó cũng rất là khó so với những ai mà sở hữu sau này. Thì mình thôi cố gắng triệt để sau mình nuôi cho nó chuẩn. Đấy. Rất mong kế thừa được, nhưng mà gần như là không kế thừa được cái gì. Làm lại hết. Đấy. Các bác thì chia sẻ các bác một cốt xanh Nam Điền như vậy, đặc sệt. Đấy. Thì tương lai thì cây này nuôi được chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Còn bây giờ thì các bác nhìn thì nó cũng thấy bình thường thôi, nhưng mà nuôi thì cây này sẽ rất là ok, thân cốt nó đặc mà. Ok, cảm ơn các bác nhé. Xuống ăn cơm thôi, bê cái này ra ngoài kia, dồn sức bê ra ngoài kia bác nhé.
Xin chào, hẹn gặp lại.